Kính thưa quý vị, trong thời giảng hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một đề tài này được Đức Xá Lợi Phất ngài thuyết giảng ở trong kinh Saṅkhitisvāda, tức là kinh Phúng Tụng. Đức Xá Lợi Phất ngài giảng rằng sabbe satta saṅkha dathi tika. Sabbe satta là tất cả chúng sanh. Saṅkhārati tika tồn tại do pháp hành. Nếu chúng ta dịch ra tiếng Việt thì là tất cả chúng sanh được tồn tại do nương vào pháp hành. Nhưng mà pháp hành là cái gì mà để giúp cho chúng sanh được tồn tại? Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta suy ngẫm. Xin thưa quý vị, cái chữ hành này Saṅkhārā đó, thật ra đó nó là sự diễn tiến của cái nghiệp, diễn tiến của nghiệp. Saṅkhārā là pháp hành, này là một tên gọi khác để chỉ cho cái nghiệp mà thôi. Nhưng mà gọi là hành bởi vì nó là diễn tiến, nó diễn tiến. Rồi thế nào gọi là cái diễn tiến? Cái cũ chấm dứt đi thì nó sẽ làm cho một cái mới sinh khởi lên. Tức là cái nghiệp cũ nó vừa chấm dứt á, thì lập tức có một cái nghiệp mới nó lại sinh khởi. Và cái được gọi là chúng sinh đó, cái mãi mãi được duy trì như vậy, không bao giờ cắt đứt được nữa. Rồi để cho cắt đứt được cái sự tồn tại này, có nghĩa rằng chúng sinh đó sẽ được viên tịch, tức là parinibbana, tức là không còn phải duy trì cái sự tồn tại nữa, mà chấm dứt lên một cách trọn vẹn. Thì ở đây có bao nhiêu cái sự mà diễn tiến như vậy? Nên thưa tụ trung thì nó có ba, hoặc là nó rộng ra thì có sáu. Ba là ý muốn nói là cái bản chất của cái sự diễn tiến của nó. Cái sự diễn tiến của cái pháp hành hay là sự diễn tiến của nghiệp này, nó có ba loại. Loại thứ nhất ấy, được gọi là phi phúc hành, tức là sự diễn tiến của một cái trạng thái không phải là phúc. Nó cái khác là sự diễn tiến của cái bất thiện. Tức là muốn nói rằng cái phi phúc hành này, tức là cái hết bất thiện này đến cái bất thiện khác. Có những chúng sanh tạo những từ bất thiện này rồi đi đến những bất thiện khác, chứ không phải chỉ là đơn thuần một cái bất thiện. Và cứ người những chúng sanh này cứ mãi mãi sẽ lăn trôi ở trong cái bất thiện đó. Mà cái bất thiện mà phải bị lăn trôi đó thì nó không có gì ngoài ra cái mãnh lực của dính mắc. Bây giờ mà còn bị dính mắc với cái bất thiện thì người đó mãi lăn trôi. Nên đi từ bất thiện này sang bất thiện khác, chứ không chỉ đơn giản là một cái bất thiện mà thôi.
Nếu như mà chúng sinh mà chỉ có đơn giản một cái bất thiện thôi thì cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mà nào có thì chúng ta thấy rằng sở dĩ người ta tạo bất thiện đó cũng bởi vì tham ái mình thôi, nó phải là do sân hận. Sân hận ít lắm nhưng mà tham ái thì nhiều, này tức là dính mắc thì nhiều. Mà cho dù rằng á, khi mà chúng ta nói rằng tham sân hay là si, nó có là ba cái chất độc, nhưng mà chất độc nhất vẫn là cái tham. Cái si chẳng qua nó làm nền mà thôi, nó bởi vì si trạng thái của nó là mê muội, không nhận thức, không biết, nó tựa giống một cái người mù vậy. Mà đã là một người mù thì dù có cảnh sắc nó có đẹp hay là cảnh sắc nó xấu, người mù vẫn thản nhiên. Bởi vì người mù nó không nhận thức được, à đây là cái cảnh nó đẹp. Mà cũng không có khó chịu khi đây là cái cảnh nó xấu. Mà cái cảnh nó đẹp hay cái xấu nó là nó bị do cái ước muốn, những cái dục vọng. Nó tựa giống như cái người mù á đang đi xin ăn mà có một cái dẫn theo đứa con vậy. Nên vậy mà đi xin á, người ta cho vào trong cái lon của cái người mù đó những tiền bạc như thế nào người mù cũng không lưu ý, thản nhiên. Nên bởi vì không biết. Đấy, người con á mới nói rằng thưa cha, cái ông khách này ông cho mình tới 1.000. Cái người mù buồn, mấy ngàn ít quá mà khó chịu. Nhưng mà người con nó nói rằng thưa cha, cái ông khách nãy nó cho mình tới 100.000. À, người mù vui là mà khi mà bỏ vào trong cái lon đó 100.000 hay là 1.000, người mù vẫn thẳng gì, bởi vì không thấy, không thấy 100.000 cũng không có thấy 1.000. Rồi si là như vậy đó, nó chỉ là cái nền thôi, nhưng mà cái mà sử dụng là đến thằng bé đó, thằng bé mà người mù dẫn theo đó, người mù thằng bé mà dẫn theo chính là cái dục vọng. Rồi si mà đi với dục vọng thì bây giờ nó hoặc là tham hoặc là sân. Mà hai tham sân thì nó nối tiếp nhau, nó không phải là nó chỉ có tham không, không phải là sân không, nó nối tiếp nhau. Hết tham tới sân, hết sân tới tham, và nó cái diễn tiến vậy cho nên gọi là pháp hành. Và pháp hành này gọi là pháp hành bất thiện, gọi là phi khúc hành, vì nó diễn tiến theo bất thiện. Mọi người này không cắt được nó, không cắt được nó, thì nó sẽ diễn tiến cái bất thiện này. Mà giờ diễn tiến bất thiện này ở nơi nào, ở cái nơi nào mà phù hợp với nó, cái bất thiện này nó sẽ diễn tiến là nó sẽ dẫn dắt cái người này đi đến cái cảnh giới phù hợp với nó. Cái phù hợp của nó là ở đâu? Và xin thưa, cái phù hợp của cái bốn bất thiện này, của cái bất thiện này là của tham sân này là nó chính là ở bốn cầu cảnh. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cái đời sống của súc sanh á, nó cứ trôi chảy theo kiểu súc sanh. Hết cái kiếp súc sanh này tới kiếp súc sanh khác thì chưa hẳn đã khó được mà sanh được làm người. Hoặc là nó trôi chảy ở cái cảnh giới địa ngục đó, nó trôi chảy từ cái kiếp sống này sang kiếp sống khác, cũng ở ngay cái cảnh giới địa ngục. Cho nên trong kinh này chúng ta thấy rằng khi mà người bị lòm tọa xuống cái địa ngục, rớt xuống địa ngục không phải chỉ một kiếp,
chết cái kiếp đó ở địa ngục rồi tái sinh lại vợ đồng nghiệp, nó chết cái kiếp đó là lại tiếp tục tái sinh lại. Cái pháp hành nó trôi diễn vậy, nó diễn tiến vậy. Trên trong kinh giải thích là sau khi bò bị đọa vào cái địa ngục á, với số lượng năm mà không thể đếm nổi, nhiều đến mức độ đếm không nổi. À, tức là cái kiếp sống này ở cái địa ngục hay là ở cái cảnh giới súc sanh, hết kiếp này sang kiếp khác, hết kiếp này kiếp khác. Bởi vì trên nơi đó là cái nơi mà ở bất thiện nó mạnh nhất, mạnh nhất. Và nơi đó là cái nơi bất thiện mà nó có điều kiện, nó gửi quà tặng cho những chúng sanh. Mấy quà tặng này là món quà đau khổ, mà chung quy đã cũng từ cái đấm nhiễm hay cái dính mắt. Cái đấm nhiễm là cái nặng nhất. Những danh từ mà chúng ta sẽ có như là đấm nhiễm, như dính mắt, như là khát vọng, thì tất cả những danh từ đó đã đều chỉ cho mãnh lực của tham. Thế còn sân nó có phải là tham không? Tương tự cũng là tham, sân cũng là tham mà thôi. Mà sân nó chính là cái mặt trái của tham, nó tựa giống như có đồng tiền có hai mặt, mặt phải và mặt trái, mặt phải và mặt trái. Mặt phải bên này nó không phải là mặt trái bên kia. À, nhưng mà khi mà cầm á cái đồng tiền đó thì rõ ràng nó cũng chỉ là một. Sân nó chính là tham bất tội nguyện. À, như một cái người cha người mẹ đó có cái mong muốn hay là có cái ước muốn là con mình nó sẽ là một đứa con ngoan, con mình nó sẽ là một cái đứa con tốt, nhưng mà nghiệt ngã thai cái ước vọng nó không có được thực hiện ra, khiến cho đứa con thay vì một đứa con ngoan, đứa con có hiếu thì nó đứa con bất hiếu, à, đứa con hư hỏng. Ở cho nên từ cái ước vọng đó nó không được thành tựu được, nó trở nên là buồn phiền. Nhưng mà nếu mà cái ước vọng mình được thành tựu á, để dẫn tới gì? Dẫn tới cái dính mắt, đó là dẫn tới cái tham ái. Tôi ước cái gì được cái đó, tôi ước cái này được cái này, được ước cái kia được. Và người ta mỗi khi mà ước cái này được ra được thành rồi thì người ta lại tiếp tục ước một cái khác. Rồi khi mà được thành rồi á, người ta lại ước một cái khác nữa. Ước vọng này nó cứ luôn luôn nó trôi chảy, luôn luôn nó diễn tiến như vậy. Hãy quan sát một cái người bình thường, một người mà chưa biết Phật pháp á, chưa có cơm ăn áo mặc, thì ước được có mang áo mặc, có mang áo mặc rồi đó, thì lại ước cái gì? Ước lại ăn no mặc ấm, rồi ăn no mặc ấm rồi lại ước gì nữa? À, ước là ăn ngon mặc đẹp, rồi ăn ngon mặc đẹp rồi ước gì nữa? Ước được có di chuyển nhanh chóng, có xe, đi bộ thì chán quá, đi xe. Rồi có được chiếc xe đạp rồi thì lại ước tới cái chiếc xe máy. Có chiếc xe máy rồi không có sang trọng bằng thôi, chiếc xe bốn bánh. Rồi chiếc xe bốn bánh là nó phải là sang nhất, là tốt nhất,
cái hiện đại nhất. Rồi ước vọng gì nữa, nó có được cái xe rồi còn ước vọng cái chỗ ở, chỗ che mưa che nắng được rồi. Nhưng mà không, có che mưa chỗ che mưa che nắng rồi thì lại là phải cái chỗ nó rộng rãi, có chỗ rộng rãi rồi là muốn chỗ nó cao, có chỗ nó cao rồi lại muốn chỗ nó được tiện nghi, vân vân, cứ ước vọng này tới. Mà mỗi cái ước vọng đó nó không khéo thì phù hợp với cái tham. Cho nên Phật ngày dạy này ví như mưa bạc mưa vàng, tuổi tham không đáy còn than chưa đầy. Thì rõ ràng là chúng ta thấy đó, chính cái ước vọng này nó dẫn nó là một cái pháp hành, tức là một cái sự trôi chảy liên tục, hết cái này tới cái kia, hết cái muốn này tới cái muốn kia, và không bao giờ cái muốn này được chấm dứt. Mà bây giờ còn cái muốn thì bây giờ người đó còn tồn tại, mà cái muốn này mà nó đi với tham sân hay đi vậy đó, thì cái người đó sẽ phải trôi nổi ở bốn cái khổ cảnh. Chúng ta lặp lại cái gì nè, tham là mặt trái của sân, sân là mặt trái của tham, tham sân giống như chỉ là một mà như hai mặt khác nhau mà thôi, nó tựa giống như hai mặt của một đồng tiền, hoặc là hai mặt của một tảng đá, một tảng đá thì trơn láng, một tảng đá một mặt của tảng đá trơn láng, một mặt kia nó sần sùi, có thể thôi, nó có gì khác nhau, nó không phải là xa lạ nhá. Và những cái tham sân này mà nó khởi lên hay tham, nó khởi lên bởi những cái ước vọng. Ước vọng này như thế nào? Ước vọng không chánh đẹp. Và cho dù là ước vọng có chánh đáng đi chăng nữa, mà nó không biết dừng lại thì nó dẫn tới tham. Nhưng mà người ta biện luận rằng đó là cái phước. Cái là cái phước nè, chúng ta phải lọc ý để cho biết đó là cái phước, chứ không phải là khi mà nói là tôi có tài sản là tôi có phước. Không phải, tài sản không phải là phước. Xin lặp lại, người có tài sản nhiều, rất nhiều, cho dù đó là vua chuyển quân vương, những cái tài sản đó xin thưa không phải là phước, mà những tài sản đó là gì? Những tài sản đó là quả của phước chứ không phải phước. Những cái tài sản đó không mang tới phước, mà chính những cái tài sản đó nó sẽ dẫn dắt cái tâm rơi vào tham ái mà không biết, mà không phải. Nên người ta lầm lẫn nè, tôi có tài sản nhiều tài sản là tôi có phước, xin thưa không phải. Vàng ngọc đá quý không tạo ra phước. Cho dù rằng những viên kim cương 10 ly, 20 ly, 50 ly, những viên kim cương đó không phải là phước, bởi vì nó không có tạo ra cái phước, nó không tạo được. Mà những viên kim cương đó nó lại hai mặt, một mặt nó có thể dẫn dắt tạo phước ra những việc phước, nhưng viên kim cương nó không tạo ra phước, mà những viên kim cương đó nó có thể dẫn dắt tạo ra phước, mà cũng những viên kim cương đó nó dẫn dắt tạo ra những cái phi phước, không phải phước. Người ta đâm chém nhau, người ta triệt hạ nhau, người ta công kích nhau cũng vì những viên kim cương đó. Như ngày xưa Bồ Tát chúng ta đang làm vua ở xứ Mithila, ngài có tên là Mahachanaka. Một hôm Đức vua này cùng với các quan đại thần
Đi vào vườn ngự uyển để du ngoạn. Đức vua Maha Chanaka đi tới gặp được một cái cây xoài, nhiều cái trái ngon ngọt. Cho nên Đức vua cảm thấy thèm ăn trái xoài. Cho nó bảo cái người giữ vườn hãy hái cho ta một trái xoài. Và người quan gì về giữ vườn đó đó, vườn ngự uyển đó, mới hái một trái xoài lớn chín mọng thơm ngọt, ép lấy nước dâng cho Đức vua. Ở Đức vua Maha Chanaka sau khi thọ dụng cái trái xoài đó rồi là tiếp tục đi du ngoạn. Vào buổi chiều trên đường về hoàng cung lại đi ngang qua cái nơi mà buổi sáng mình vừa đi, để cây xoài vào buổi sáng nó đang xinh tươi tốt như vậy thì vào buổi chiều nó bị tơi tả sơ sát. Thế Đức vua ngạc nhiên mới hỏi, ở này các đại thần, tại sao hồi sáng cái cây xoài này xanh tươi tốt nghe mà bây giờ về về buổi chiều thôi nó sát sơ như vậy, nó tơi tả như vậy? Cái quan đại thần thưa đại vương, bởi vì trước đây cây xoài này có rất nhiều cái trái như thơm ngon, nên bởi vì đại vương chưa dùng cho nên chưa ai dám dùng. Nhưng hồi sáng là đại vương đã dùng con trái xoài này rồi, nên khi đại vương vừa ra đi thì phó vương cũng cho hái xoài, rồi các quan đại thần cũng cho hái xoài, rồi những tùy tùng cũng cho hái xoài. Cái cây xoài này á giờ bị người ta hái leo lên này, cho nên nó sơ sát, nó tả tơi như vậy. Thì nhìn xa xa ra có một cái cây xoài nó rất là xinh tốt, nó vẫn còn xinh, nó còn xanh tươi. Đức vua Maha cho nó cá nó ổ, còn cái cây xoài kia tại sao nó lại xanh tốt như vậy? Thì cái quan nói, thưa đại vương, bởi vì cây xoài đó, nó kia nó không có trái, ở cho nên không ai phá nó hết, nên nó còn xanh tươi nó tốt. Ở Đức vua mà cho nó cá mà suy ngẫm mà qua thọ dụng cái trái món xoài thơm ngọt thì chúng sanh khác cũng muốn thọ dụng cái quả xoài mà thơm và ngọt như vậy. Hãy nhắn mặt ta thì họ làm. Thì rõ ràng là cái ngai vua, cái ngai vua này nó còn đương quyền đó thì họ còn nể sợ. Nhưng một khi mà ta không còn đương quyền nữa đó, hoặc là ta bị suy sụp đó, thì họ sẽ tấn công ngay. Cái mà ta muốn thọ dụng là chính chúng sanh ai cũng muốn thọ dụng, cái mà chúng ta muốn có đó thì chúng sanh ai cũng muốn có. Mà khi mà ta còn mạnh đó, tức là phước nữa, quả phước chúng ta còn nhiều đó, để không ai dám đụng hết. Nhưng mà một khi mà quả phước nó chấm dứt hay là nó suy giảm đó, thì họ sẽ tấn công, họ sẽ đang người thân biến thành kẻ thù ngay, đang người thân biến thành kẻ thù. Nó chẳng qua là những cái dục vọng của họ, dục vọng ai cũng có. Ta làm vua thì họ cũng muốn làm vua, ta đang thọ dụng cái quả xoài thơm ngọt thì họ cũng muốn thọ dụng cái quả xoài thơm ngọt. Thế thì cái ngôi vua này nó là một cái cạm bẫy, nó chứa đầy những cái nguy hại nằm trong đó. Kẻ thù
nó không ở xa, cỡ thù ở chính ở ngay vừa này. Cho nên ngài lại dứt bỏ cái hoàng cung cùng những bà hoàng hậu xinh đẹp, đặc biệt trong đó có bà Silawati rất thông minh, rất xinh đẹp, và ở đây xuất gia. Cái sự kiện mà ngài ra đi xuất gia nó diễn tiến bỏ cả vương quyền, bỏ cả cung son điện ấm mà ra đi sống ở trong cái rừng núi lạnh lẽo. Không phải mới một lần, không phải lần cuối trong đời ngài, không phải, thế nào có thể không phải là khởi lên chỉ một lần ở trong đời ngài. Khi mà bà ngài từ giả bà hoàng hậu giả Du Đà La còn với ngai vàng đi ngọc, ngài ra đi làm đạo sĩ ở rừng sâu, mặc chiếc y thô sơ không đủ để che lạnh, không ăn lạnh mà rất nhiều lần nha. Nói vậy cái khác là sao? Nó không phải là một lần, không phải chỉ có lần đầu tiên ngài từ bỏ cái khát vọng hay là cái ước vọng, mà chấm dứt đi cái ước vọng đó, hay là ngày chấm dứt đi cái khát vọng đó. Nói cách khác nữa, không phải lần đầu tiên ngài từ bỏ cái đấm nhiễm, không phải, mà trong quá khứ là ngài nhiều lần như vậy, nhiều lần như vậy. Để là lần cuối cùng ngài chấm dứt được trọn vẹn những cái ước vọng. Và để rồi ngài là thành Phật, và ngày cuối cùng ngài không còn tồn tại, mà chấm dứt. Nếu mà đây muốn nói về cái phần phi phúc hành, đó là cái phúc hành này nó diễn, phi phúc hành này nó diễn tiến từ cái này tới cái kia, từ cái bất thiện này tới bất thiện khác, mà chung quy cũng từ cái ước vọng mà ra. Ước vọng đó nó xuất phát từ đâu nữa? Từ cái chúng ta hiểu sai. Nếu ta quy về hiểu sai, có tài sản không phải là có phước, mà có tài sản chỉ là quả của phước, mà quả đó rồi một lúc nào đó cũng phải hết, mà ôm ấp bám víu tự hào hãnh diện tài sản đó, đó là do si. Do si này kết hợp với gì? Do kết hợp với tham. Hoặc là cái tham mà bất toàn nguyện thì si này kết hợp với cái sân. Nhân ngờ là mong muốn mình được như họ, đó là một cái ước vọng. Nếu mà nhìn cái ước vọng này nó ở một cái khía cạnh tốt thì không sao, nhìn một cái cạnh xa mà ngược lại thì nó lại là nguy hại là vô cùng. Rồi một cái thứ hai, một cái pháp thứ hai mà khiến cho chúng sanh cũng phải tồn tại, mà pháp này so với pháp trước đó, tốt hơn, đó là phúc hạnh, tức là sự diễn tiến của cái phước. Nó tương tự như là cái phi phúc hành nha, hết cái bất thiện này tới bất thiện khác. Thì bây giờ cái này trường hợp ngược lại, mà hết cái thiện này tới thiện khác, hết thiện này tới thiện khác, đốt quá chứ. Nó làm hết cái chuyện thiện này tới chuyện thiện khác, hết chuyện thiện khác tới chuyện thiện khác, quá tốt. Và cái cảnh giới mà để cho những thiện này nó có cơ hội nó trôi lăn, nó diễn tiến đó, đó là cảnh giới người hoặc là cảnh giới của chư thiện. May mắn được sanh làm người, tôi sanh được làm người đó là một điều hạnh phúc. Đức Phật ngài dạy vậy mà, rất khó được sanh làm người, tôi được sanh được làm một người đó là.
hoặc là khó sanh được làm sanh làm thiên giới, về thiên giới, rồi sanh được làm thiên giới rồi, rồi từ thiên giới này đến thiên giới khác, rồi từ thiên giới trở xuống làm người, rồi từ người trở về thiên giới, quá hay quá tốt. Mà cái hay cái tốt lắm đó, rồi đối với người kém trí, kém trí. Người ta sẽ gọi là kém trí, chúng ta không nói là những người khác đánh người mà chạy chạy theo nó bất thiện đó là người không có trí, nhưng không có đẹp. Bởi vì do si mà nó bị cái ước vọng nó xui khiến, giống như cái người mù đi sinh vậy, nó bị đứa con nó xui khiến đến vui buồn do đứa con. Nên là không có trí, nó không nhận định được đâu là tốt đâu là xấu đó. Nó trả theo lời của người ta. À còn cái này phúc hành cái là nó diễn tiến từ cái thiện này sang cái thiện khác, từ cái thiện này sang cái khác, từ bố thí xong tới trì giới, từ trì giới xong chạy tu thiền, tu thiền trở xong sang bố thí sang trở nên trì giới xong cái tiêu thiền. Cái diễn tiến liên tục tốt quá nha. Xin thưa đó là người kém trí, không phải là không có trí nhưng mà là kém trí. Tại sao? Họ cho dù rằng có người chăng nữa, có chư thiên hay có phạm thiên chăng nữa, nó luôn luôn nó bị cái ba cái pháp hành khác, ba cái hành khác nó luôn nó đeo vô, dính vô mà không thấy. Ba pháp hành đó là gì? Xin thưa, già, bệnh, chết. Già, bệnh, chết. Chỉ đến Đức Phật, Ngài cũng bị già. À, chỉ đến Đức Phật, Ngài cũng bị bệnh. Chỉ đến Đức Phật, Ngài cũng phải chết. Nập vô thân xác hay còn? Tức là Ngài còn trí, còn thuyết giảng độ đời vân vân, nhưng Ngài còn chắc. Cái năm mà Ngài thành đạo đó là 35 tuổi. Ngài tế độ chúng sanh một năm đầu tiên 36 tuổi, năm 35 tuổi đã chết. Những danh sách, cái ngũ quẩn của 35 chết để thay thế vô đó là một cái 36 tuổi. Rồi với danh sách hay là cái ngũ quẩn 36 tuổi chết để thay thế danh sách 37 tuổi. Hôm qua Ngài hân hoan, hôm nay Ngài thản nhiên. Cái tâm trạng của Ngài hôm qua Ngài hân hoan khi thấy những cái môn đệ của mình thực hành những cái pháp thiền ca thượng. Nên những lời nói của Ngài được gọi là Út Đà Ná, tức là cái cảm hứng ngữ. Nhưng hôm nay Ngài vẫn thản nhiên, Ngài không buồn, Ngài không vui. Hôm qua Ngài vui, hôm nay Ngài không vui. Cái ngày vui hôm qua chết rồi, thì cái ngày người cái vị Đức Phật mà thản nhiên đó, mới sinh khởi lên. Đó cho nên chúng ta nè, chí đến Đức Phật mà là chấm dứt trọn vẹn mọi cái ô nhiễm, người ta chấm dứt tất cả một cái ước vọng, không còn ước vọng gì nữa, thành Phật rồi còn ước vọng gì nữa, không muốn mình còn thành được gì nữa, nó lên nó bọc đỉnh rồi, cao rồi, nó không còn gì nữa. Vậy Thánh A-la-hán còn ước vọng gì không? À, không, mình còn ước vọng gì đâu. Nó giống như cái nước đã sạch rồi, nó không còn bận nhơ nữa thôi. Một loại nước thứ hai nhất á thì nó rất là trong sạch mà nó thơm ngọt, vừa thơm vừa ngọt. Một loại nước thứ hai đó nó kém thơm hơn, nó kém ngọt hơn, nhưng mà nó trong sạch rồi.
Rồi chẳng lẽ cái loại nước thứ hai này mới nghĩ là cái nước trước đó đó là trong sạch, không còn cặn bã, rất là thơm, rất là ngọt. Mà mình giờ mình cái nước của mình cũng đã trong sạch rồi, không còn cặn bã, không còn nhơ bẩn nữa, nhưng mà ít ngọt hơn, ít thơm hơn. Vậy mình phải làm sao cho nó ngọt hơn như cái nước kia, làm sao cho nó thơm như nước kia. Thì điều này phi lý. Phi lý. Vì thánh A-la-hán mọi việc đã trong sạch rồi, ngài không còn ước vọng nữa. Bởi cái trước đây ngài còn ước vọng bởi vì ngài còn bị già bệnh chết nó theo đuổi. Bây giờ là ngài chấm dứt được già bệnh chết rồi, cái ước vọng kia nó hoàn thành rồi. Sau kiếp này không còn kiếp nào sinh khởi được nữa. Bây giờ bệnh chết này chấm dứt rồi. Nên Đức Phật cũng vậy, cũng là vị thánh A-la-hán. Cũng tự Đức Phật giống như là một cái loại nước thơm, vừa rất thơm, rất ngọt và rất trong sạch. Vị thánh A-la-hán cũng giống như cái loại nước thơm, ngọt và trong sạch. Nhưng mà tự trung thì cũng đã chấm dứt đi cái già bệnh chết rồi, ngài không còn ước vọng gì nữa hết đó. Nhưng chẳng lẽ vì thánh A-la-hán còn ước vọng mình trở thành là vị Phật độc giác, là trở thành là chánh đẳng giác nữa, thì nó không hợp lý. Nó hợp lý mà, nước là trong sạch rồi, không còn gì do bẩn nữa, còn muốn cho trong sạch hơn nữa là sao? Vậy nó không có. Già bệnh tới chết chấm dứt rồi, làm sao cho già bệnh chết nó cao hơn, là già bệnh chết cao hơn mà phải chấm dứt là chuyện không? Nghe nó phi lý, nghe không hợp lý chút nào. Các vị thánh A-la-hán có còn ước vọng gì không? Thì được không? Vậy thì sao, tại sao ngài đi tế độ chúng sanh? Nói ra đó ngài là thực hiện cái ước vọng mà trước khi ngài thành bậc A-la-hán. Nếu ước vọng mà trước khi ngài thành bậc A-la-hán, Đức A-la là Đức Phật nó còn đi ước vọng không? Nó còn ước vọng không? Không. Mấy ngày đã hoàn tất rồi, ngài không còn việc gì phải làm nữa hết á. Vậy sao ngài còn đi tế độ chúng sanh? Ngài chịu 45 năm sương tuyết gió lạnh cực khổ. Đây là bởi vì do cái hạnh nguyện hay là do cái ước vọng của ngài trước khi ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác? Mà đó là chúng ta thấy là trong kinh điển, nếu trong tăng luật thì có nói rằng này, có nói rằng đó là khi ngài mà thành tự do cái vô thượng chánh đẳng chánh giác á, 7749 ngày ở quanh cội bồ đề, sau 49 ngày ngài mới suy ngẫm là pháp mà Như Lai tìm thấy nó thâm thâm vi diệu vô cùng, nó đi ngược lại với dòng đời. Dòng đời chạy theo tham ái, còn pháp của Như Lai tìm thấy đi ngược lại, nó đi thoát ra cái tham ái. Mà bây giờ mà giảng pháp á, chúng sanh thì chạy theo cái tham ái, chắc có cái giảng pháp của Như Lai trở nên vô ích thôi. Như Lai niết bàn cho rồi, nó viên tịch rồi. Bây giờ đó, Phạm Thiên Sa Mật Tí Bạch Tánh Na Hàm mới than lên là thế gian này á, sắp sửa đen tối, tại vì Đức Thế Tôn đã có ý nghĩ muốn diệt tịch, muốn sớm thỉnh rồi. Ngài mới quán xét xong, ngài thấy là có những chúng sanh có khả năng thành đạo được, nếu mà Như Lai biên tập đi thì mất đi những duyên lành của những cái chúng sanh đó.
Những chúng sanh nó cũng giống như những cái bông sen mà đã ngoi lên khỏi mặt nước rồi, chỉ cần đợi mặt trời là nở rực ra thôi. Mà có những chúng sanh đang lấp ló ở mặt nước mặt hồ, nó chuẩn bị vượt ra khỏi mặt hồ để rồi nở. Đến ngày mới lưu lại cái thân xác này, mà ngày lưu lại cái thân xác này ngày có hạnh phúc không? Đau khổ chứ. Mặc dù tâm tư ngày không đau khổ mà thân xác ngày đau khổ. Tâm tư ngày không có phiền muộn khó chịu, mà tâm tư mà cái thân xác ngày đó là bị đau khổ, cũng già cũng bệnh, rồi cũng bị người ta vu khống, rồi cũng bị người ta xuyên tạc, rồi cũng bị người ta mắng chửi, rồi cũng bị ám sát, công khai ám sát cũng có, mà lén lút cũng có. Nó nhiều chuyện đó. Bởi sao em? Bởi vì cái ước vọng của đa số chúng sanh á là cái lợi lộc, cái cung kính. Nếu mình thích cái lợi lộc thôi, cung kính, thì chúng sanh khác cũng thích vậy thôi. Mà Đức Thế Tôn á không có thích lợi lộc, không thích cung kính. Chính ngài nói rằng bao giờ cái giáo pháp này mà có lợi lộc mà có cung kính thì một số ô nhiễm nó từ đó phát sinh lên. Mà hiện nay này Xá Lợi Phất, 500 vị tỳ khưu này tối thiểu cũng bậc dự lưu, không có bám đó, không có đắm nhiễm đó. Nhưng mà cái ân đức pháp nó nảy sinh lên, cái ân đức của pháp thoại của Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, cái chân lý đó, từ cái chân lý đó nó nảy sinh lên mà khiến cho đại chúng hân hoan với pháp. Rồi nó nương theo cái hân hoan với pháp, nó cái lợi đắc, cái cung kính nó sinh khởi lên. Mà cái lợi đắc nó cung kính sinh khởi lên, nó dẫn tới cái sự thèm muốn cho những du sĩ ngoại đạo hoặc là những cái vị giáo, thế là Đức Thế Tôn bị tấn công, vu khống, rồi xuyên tạc, đúng không? Cho nên Đức Thế Tôn có những lần mà Đức Thế Tôn phải cảm thán rằng Như Lai có muốn tranh chấp với thế gian đâu, Như Lai không tranh luận với thế gian, mà chỉ có thế gian tranh luận với Như Lai. Như Lai không có tranh luận với thế gian, chỉ có thế gian tranh luận với Như Lai. Ở cho nên nó dù là thiện á, hết thiện này tới thiện kia, hết thiện kia tới đoạn thiện nọ, hết bố thí tới trì giới, hết trì giới tới tu thiền, hết tu thiền tới cung kính, hết cung kính tới phục vụ, hết phục vụ tới hồi hướng, tới quan hỷ phước, vân vân và vân vân. Tại thiện này dẫn tiến lên cái thiện khác, tức là cái phúc hạnh. Ở chung quy đi về đâu? Ở chung quy vẫn còn nằm ở trong những cảnh giới nhàn cảnh mà thôi. Đó, chung quy cũng nằm ở trong cái hoặc là người, hoặc là chư thiên, hoặc là phạm thiên mà thôi. Nó cứ diễn tiến vậy thôi. Nó không tựa giống như là một cô công chúa vậy, bị 6 tên cướp bắt đi. 6 tên cướp bắt đi. Mà sáng tên cướp này bắt đi, cô công chúa này dùng dãy kháng cự chống lại, la hét này kìa. Sáu tên cướp này nói này, công chúa này dữ quá, mình bắt nó đi, nó không chịu làm nô lệ mình đâu, mà kháng, nó phản kháng chống đối mình. Nhưng mà chúng ta là cái người đầy mưu mẹo. Sáu tên cướp này nó bàn nhau nha, ta có nhiều cái mưu mẹo, và sẽ bắt cái tên cướp này nè,
Bắt tên cô công chúa này ngoan ngoãn làm cái nô lệ vậy. Thế rồi sáu tên cướp này nè. Mới đi tìm vàng ngọc đá quý bảy báu, cất cho ra nàng công chúa này một hoàng cung xinh đẹp, đầy hoa văn, đầy mỹ thuật. Nói là giờ công chúa ở đâu này được chưa? Công chúa nói mình này về hoàng cung mình nó đâu bằng này đâu. Bằng cung mình nhiều lắm, bằng gỗ quý thôi, mà quý cũng chơi nhiều, mà hoàng cung cũng nhiều bằng bằng vàng thôi. Gỗ quý đâu bằng vàng. Cả hoàng cung mà lót bằng vàng nó sang hơn chứ. Nhưng mà dù cho hoàng cung mình bằng vàng đâu bằng cái bảy cái loại ngọc quý này. Ở đây ngon hơn hoàng cung mình, nó về hoàng cung làm gì trời. Nó được à? Này rồi. Rồi sáu tên ăn chơi cướp này mới đi tìm những cái món ngon vật lạ cái thượng vị, mới đem nói thầy công chúa ở đây ăn này đi, công chúa ăn những cái món ngon vật lạ đó. Mình về hoàng cung làm gì ta, về hoàng cung mình hoàng cung có sơn hào hải vị vậy, nhưng mà so với những cái món mà cao lương mỹ vị đây hoàng cung đâu bằng nữa. Được à, những món này ngon hơn hoàng cung rồi. Rồi sắp lên có là đi tìm những cái sim y mà mượt mà bóng mà láng lẫy, mặc vào mùa đông thì nó ấm, mùa hè thì mát lạnh. Đem là con chú mặc vô tới đây còn tốt hơn cái phục hoàng cung nữa, thôi dễ làm gì trời. Rồi đem cho những cái nữ tỳ xinh đẹp khôn ngoan biết phục tùng chủ, đem những cái tôi nam khôn ngoan vừa hiểu ý chủ. Đấy, công chúa vừa ngó mắt ra là những cái nô tỳ này đồng ý biết ngay, dọn dẹp đồ làm cho nó hài lòng thì không cần để cô công chúa phải lên tiếng. Công chúa ngẫm nghĩ mình về hoàng cung muốn về mới kêu thì đám thị nữ hay là đám cung nữ mới làm, còn đây mới chỉ cần đưa mắt ngó qua cái đám thị nữ này nó biết ý là nó làm liền, không cần gì phải nói, mệt nhọc gì cả, có về hoàng cung làm gì nữa. Ha, bằng lòng ở đây đấy. Và bây giờ con công chúa ngoan ngoãn làm nô lệ cho sáu tên giặc cướp đó. Sáu tên giặc cướp đó là gì? Đó chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con mắt là tên cướp bởi sao? Bởi nó thấy gì của ai nó muốn chiếm đoạt lại. Nó thấy là cái hạnh phúc của người khác á, là nó không hài lòng đâu, nó muốn cái hạnh phúc là của nó. Cái điều tốt đẹp của người khác nó không có hài lòng đâu, nó muốn của nó muốn chiếm lấy, nó muốn cướp lấy. Con mắt là tên cướp. Lỗ tai là tên ăn cướp. Nó nghe những người khác mà khen ngợi người, nó nghe những ai đó mà khen ngợi người khác nó không hài lòng đâu. Nó muốn là những lời khen nó phải cho nó. Những lời khen đó đó là phải của nó, người khác không chịu nghe ai mà khen ngợi người này người kia đó nó cao mặt nó khó chịu, nó khen nó chịu. Cái lỗ tai nó muốn cướp những cái lời khen cho chính nó chứ không phải cho người khác. Cái mũi là một tên ăn cướp, tất cả nó ngửi những cái mùi hương, ai mà có những cái mùi hương mà thơm á nó muốn cái mùi hương của nó. Ví dụ như một cô nào đó thấy cô khác á thân thể tỏa ra mùi thơm cho cái quả phước của người đó đó à, thì muốn rằng cái thân mình á còn thơm hơn cô đó, và cái mùi thơm của cô đó không có đâu, mà cái mùi thơm này là ở thân mình ta. Cái vật gì mà thơm cao cấp đó
hàng hiệu, hàng độc quyền đó, chỉ mình ta có đó. Cái mùi thơm đó chỉ mình ta có thôi, người khác đừng có nha. Mà người khác có đó, không chiếm cho được. Nếu mà độc quyền. Cái mũi là tên cướp. Nè. Cái lưỡi là tên ăn cướp. Thấy người ta nếm được á, ăn được cái thượng vị cao lương mỹ vị, những cái món ngon ngọt á, muốn mình ăn được cái món đó. Người khác được ăn, mình ăn. Trái cây nào mà ngon thơm ngon ngọt á, người ta ăn, người khác được ăn. Mà người khác ăn á, tìm cách giật lấy để cướp lấy. Cũng từ miếng ăn không mà đâm ra chiến tranh, từ miếng ăn không, từ miếng ăn không người ta đâm ra đâm chém nhau lẫn nhau, cũng vì cái miếng ăn mà thôi. Mà phải ăn no mặc ấm à, phải là ngon mặc đẹp nữa. Mà ngon phải ngon cao cấp mà, bất kể đau khổ chung sống miễn là nó ngon cao cấp. Ví dụ như cái ngon gì không thấy, chưa biết ngon không á, mà là phải là thịt còn tươi. Chúng sanh đang sống sống đó, đang sống vậy đó, nhảy nhót vậy đó, cắt đi, giết đi cho nó còn tươi. Một cái chất bổ. Người ta đang còn sống thì dạt cái đầu ra lấy muối tiêu ớt nè, ngon ngọt cho nêm nếm vừa miệng, lấy muỗng múc ốc nè chấm cái đó mẹ, mặc cho cái kẻ đó la chí chế mà la con đường khớp mỏ lấy rồi không biết ngon chỗ nào bổ chỗ nào không biết, không biết. Vậy thấy những ai mà ăn cái ốc khỉ đó vậy, nó còn sống vậy đó, giặt ngang mà cái. Không biết người đó chịu mà mình là vậy không, mà sao là thản nhiên trước cái sự đau khổ của chúng sanh khác, không biết mình chịu được vậy không. Lúc cái kẻ nào bắt mình làm vậy mình chịu không, không biết. Cái lưỡi này nó chính là cái nhập cướp, bình cướp. Cái thân này cũng là chính là thân cướp, bình cướp. Nằm gai nếu mà không chịu đâu, đi đường mà nó hơi dằn sống chút xíu là nhăn mặt, đường khó khăn, đường làm, đường ổ gà ổ voi, than 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 với thở. Đường đi phải im, chiếc xe lái thì im ru, một con tí dằn đi phải là trải hoa, trải bông, trải lụa cho im chân. Thì rất là những cái đất đá khô cằn không thích, mà thấy người ta có cái giường cao xinh đẹp, chỗ yên ấm, niệm ấm chăn yên, cướp lấy về cho mình, giành giật những ba cái, những tòa lâu đài, những cái hoàng cung, những chỗ ở an lạc, cướp lấy. Thân này là một tên cướp, và ý là một tên cướp nữa. Sáu tên cướp này nó đem những cái bẫy mồi, bẫy báo, bẫy loại ngọc báo, những cao lương mỹ vị, những cái phục sang trọng ở nơi im ấm, những người hầu hạ hiểu ý hài lòng, và cô công chúa đó ngoan ngoãn làm nô lệ cho sáu tên cướp ta. Đây Trung Nguyên là gì? Tại sao vậy? Bởi vì Trung Nguyên chỉ là hưởng thụ mà thôi. Nếu con công chúa đó nghĩ là nếu ta hưởng thụ những cái này đó, ta sẽ phải làm tên cướp cho, ta làm nô lệ cho sáu tên cướp kia. Nên ta từ khước cái hưởng thụ đó đi. Ta không cần phải hưởng thụ đó nữa, để ta được cái tự do. Ta muốn đi, muốn đi, ta muốn đứng, đứng, muốn nằm, ngồi, muốn ngồi. Mà thà là mấy anh, cái cổ nhân có câu á,
Thà làm cái đầu của con gà hơn làm cái đuôi con voi. Đầu con gà muốn đi đâu đây à? Đi hướng này, đi hướng kia nè. Còn cái đuôi con voi á, đấy cũng bề thế à. Nhưng phải đi theo cái con voi. Cái đầu đi đâu ra, đuôi phải đi theo đó. Cái đầu con gà nhiều khi nó không lớn bằng cái đuôi con voi đâu. À nhưng mà nó muốn đi bên đông, nó đi, muốn đi bên tây nó đi. Nó bị lệ thuộc, bị lệ thuộc. Thì cô công chúa bằng lòng làm nô lệ đó, chẳng qua chỉ muốn hưởng thụ mà thôi. Nếu cậu đó thấy rằng ta mà hưởng thụ này, ta sẽ là nô lệ cho cái già bệnh chết, cho 6 tên cướp này. Từ cướp hưởng thụ. Thôi nè, cho tôi mặc áo vải, gai vải xô, ăn những món ăn mà đi sinh ra từ, sinh đi sinh từ những ai mà có cái tấm lòng hảo tâm mà cho tặng. Nhưng mà tôi muốn đi, tôi đi à. Tôi muốn nằm, tôi muốn ngủ. Không phải bị giam ở trong 4 cái bức tường bằng ngọc bảy báo. Cảnh giới bên ngoài không có ai biết tới, Trời rộng thênh thang, không biết tới, chỉ biết 4 bức tường được bao phủ bởi ngọc bảy báo mà thôi. Chuyện trời rộng thênh thang đâu biết tới đâu. Làm sao công chúa nó biết được. Họ sẽ nói rằng dù cho làm thiện nhiều hết thế này qua chuyện nó vẫn còn bị trôi lăn như vậy đó. Mà làm thiện đó để mong hưởng thụ vậy thì đã thành nô lệ. Nô lệ 6 tên nhặt cướp đó là một. Thứ hai nô lệ cho cái gì? Nô lệ già bệnh chết. Cứ bị già, cái bệnh, cái bị chết. Mà chúng sanh này có lại tồn tại do cái pháp hành này. Nói nôm na khác á, ở phi bút hành á, nó cứ trôi diễn. Chẳng khác nào cái người này đi trôi từ cái quán trọ tồi tàn này cho đến quán trọ tồi tàn khác. Từ quán trọ tồi tàn khác tới quán trọ tồi tàn khác. Còn cái phúc hành này cũng giống như cái người mà đi từ quán trọ tốt đẹp này đến quán trọ tốt đẹp khác tới quán trọ tốt. Rồi cuối cùng rồi cũng ở vòng vòng mà thôi, giống con kiến bò trong miệng chén mà thôi. Không có ra khỏi được cái miệng chén đâu. Có thoát khỏi ở nhà bệnh chết đâu. Cho nên tồn tại bởi cái phúc hành. Là cái phúc hành, cái hành thứ ba nó tồn tại cái bất động hành. Bất động hành nó nói về thiền, tức là thiền vô sắc đó. Trôi lăn ở trong cõi vô sắc. Nhưng mà nó là chúng sanh được tồn tại với cái pháp hành này nè. Nó tồn tại bởi nó cái trôi lăn, cái diễn tiến theo cái phi phúc hành, nó diễn tiến theo cái phúc hành, nó diễn tiến theo cái bất động hành này. Nếu đó Phật Ngài chỉ ra cái nguy hại đó đó. Bất thiện đã là một nguy hại rồi, thiện nó cũng có cái nguy hại của nó. Nơi nào có bị ngọt thì nó có cái nguy hại của nó. Nên phải đi ra, phải xuất ly. Xuất ly gì? Con đường xuất ly là con đường gì? Là xin thưa chính, muốn chấm dứt được nó không có tồn tại đó thì phải thành tựu được con đường bạc chánh. Nè, thành tựu được con đường bạc chánh. Mà chỉ con đường này thôi. Để cắt đứt lại sự tồn tại, không còn tồn tại. Con đường bạc chánh này chúng quý vị nắm bắt rồi, tức là giới định tuệ. Nhưng mà trước tiên là đừng có một cái tư tưởng hưởng thụ. Bao giờ còn tư tưởng hưởng thụ? Mà là còn đi làm nô lệ. Nô lệ cho ai? Cho 6 tên cướp. Nô lệ cho ai? Nô lệ cho già bệnh chết. Không còn tư tưởng hưởng thụ thì tạm thời thoát ra, tạm thời được tự do. Mà tự do mới tạm thời thôi nè. Nó chưa phải là tự do cách trọn vẹn. Thấy người ta có cái nhà cao cửa rộng, mừng cho người ta. Nghe người khác tán thán người, nghe ai đó nghe người khác được được tán thán, được khen ngợi, mừng cho người ta. Thấy người khác ở những cái
có cái nơi mà có vườn hoa xinh đẹp và hương thơm ngào ngạt là mừng giùm cho người ta à, thấy người ta dùng những món cao lương mỹ vị sang trọng đắt giá mừng giùm cho người ta, thấy người ta ở nơi lầu đài cao sang trọng này kia, đi xe hơi bóng loáng này kia, mừng giùm cho người ta. Không nghĩ mình nữa, à, tạm thời mình thoát ra được à, sao mình cứ ấp đà nè, mình nghiêm trì được cái giới định tuệ đến lúc nào đó mình chấm dứt luôn cả, thì tay tay múc cái con đường tự sinh ra khỏi cái sự kiềm chế của sáu tầng cướp nữa. Muốn ra khỏi cái sự kiềm chế sáu tầng cướp chẳng qua chỉ gì mình không muốn hưởng thụ thì thôi. Bây giờ còn hưởng thụ là bây giờ còn bị làm nô lệ, không còn hưởng thụ, không muốn hưởng thụ, cái gì nó tới nó đi đi, nó tới bao nhiêu biển vậy, làm sao giữ tâm ý như biển vậy? Nước bao nhiêu là dòng sông đổ vào không gì đó làm biển tràn đầy, mà dù cho dòng sông không đổ vào đó không gì đó mà khiến cho biển phải vơi đi thấy rõ. Mà tại không mừng ra đi không sầu khổ, nó tới mình đâu phải đem dùng để được hưởng thụ đâu, nó tới Đức Phật dạy chúng ta cắt cái tài sản này, cái loại đất này ra là bốn phần, trả nơi cũ đó là nuôi dưỡng cha mẹ hay tăng bằng quyến thuộc, chỗ gia nào ấy là trời dạy dỗ con cái nuôi dưỡng con cái, đổ vào trong cái lỗ ống này là chi dụng cho bản thân, cái phần còn lại là trong của đại gia, đừng bao giờ có tư tưởng hưởng thụ. Mình đâu có nói lại mất thôi, tôi không mời cũng vẫn tự đến, bước nào đó nó ra đi, tôi đâu đuổi đâu nó cũng ra đi, nó là vậy, nó là bất hạnh. Nè, tôi đâu có mời may mắn tới đâu, cái may mắn nó cũng tới, mà tôi đâu đâu có xua đuổi cái may mắn đâu, mà tới lúc nào đó may mắn nó cũng đi. Nó không buồn không phiền, đến cũng không vui mừng, ngã ra đi cũng không buồn phiền, nó của cái nghiệp, nó của pháp hành, nó của nghiệp tôi đó, pháp hành diễn tiến, nó diễn tiến nó tới rồi, mà mình chấm dứt là nó chấm dứt tới, mà cái nó đi tới hay nó ra đi gì đó, nó đến hay nó đi vậy, luôn luôn nó mang dấu vết của già bệnh chết tới mà thôi. Cái kẻ mà mang già bệnh chết tới đâu có vui đâu, cái kẻ mà nó ra đi nó mang già bệnh chết ra đi mình cũng mừng nữa chứ đâu có gì buồn, cái gì mà nó đến với mình nó mang tới già bệnh chết tới, nó ra đi nó mang dùm cái già bệnh chết ra đi mình mừng chứ tại sao mình sầu khổ gì, nên gọi nó ra đi, nó đến nó mang cái già bệnh chết đến thì có gì đâu mà hân hoan với nó, nó đến thì đến, đây thì đây, vậy thôi, không hưởng thụ. Thế tạm thời chúng ta thoát ly được sáu tên cướp đó, à, gánh nặng già bệnh chết vẫn còn trên vai, chỉ khi nào đi múc con đường tử sinh tức là thực hiện giới giới định tuệ chấm dứt thì sẽ không còn tồn tại nữa, tức là viên tịch vĩnh viễn vậy. Và thôi như thời gian này cũng vừa phải lẹ, báo sanh lên xin kính dường chư tôn đức tăng, xin đem đến sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, cộng mong các vị quan hỷ thọ dụng để được an vui tự tại. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cộng mong các hàng quan hỷ thọ dụng. À, sau khi quan hỷ thọ dụng này xin chào hỏi chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tình lạc đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khai Giác, Nam mô Sang Khai Giác, Nam mô Sang Khai Giác.
Oh, Shankaya, yeah. Oh, Shankaya, yeah. Oh, Shankaya, yeah. Oh, Shankaya.